Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của nhiều ngày mưa liên tiếp khiến nhiều tuyến đường nối từ trung tâm huyện Mường La đi các xã bị sạt lở, ách tắc nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác khắc phục và việc đi lại của nhân dân. Vị trí sạt lở lớn nhất nằm trên tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã Nậm Rôn và ngược lại. Tại đây, mưa lũ làm sạt lở tà luy dương, đất đá vùi lấp, sạt một đoạn đường dài gần 20 mét, làm ngưng trệ hoàn toàn giao thông tại đây. Thì đến nay đang chỉ đạo phòng y tế hạ tầng cùng phối hợp với các cái doanh nghiệp trên đứng chân trên địa bàn để triển khai thông tuyến, cố gắng làm sao 2 đến 3 ngày nữa là toàn bộ các cái tuyến đường xã được thông tuyến, ô tô đi lại bình thường. Và riêng đối với khối lượng đất đá sẽ tiếp tục chỉ đạo nạo vét cũng như là hoàn chỉnh trước mắt là thông tuyến kỹ thuật để cho bà con đi bộ, đi xe máy và một phần là thông tuyến được cái xe ô tô. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về giao thông trên địa bàn huyện. 20.786 mét đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở 210 mét tà luy dương, 30 mét đường nhựa, 200 mét khối đường cấp phối, một cống ngầm tràn và 3 cầu treo bị hư hỏng, ước thiệt hại về giao thông khoảng 5,23 tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả mưa lũ, chính quyền địa phương đang tập trung phối hợp các đơn vị bảo trì đường bộ, huy động máy móc, nhân lực, tích cực xúc dọn đất đá, khắc phục sạt lở để thông xe sớm nhất, đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mường La đang xây dựng phương án khôi phục công trình đường bộ và vận động di rời các hộ dân trong vùng nguy cơ tiếp tục sạt lở.